Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên cho các bác một em họa mi này khá là vip các anh em nhá, không bao giờ khép đuôi thẻ luôn các bác. Anh em có thể thấy là chim hot kể cả không có mái hay chăng nữa đi chăng nữa thì nó cũng không được khép đuôi thẻ các bác nhá. Em này dáng dấp rất là đẹp luôn, mỏ vàng, chân vàng, lông vàng các bác nhá, có thể gọi là tam hoàng được anh em ạ. Đấy, lát nữa em sẽ zoom cho anh xem đây, em zoom cho anh em xem cái mỏ của nó nhá các bác nhá. Này quá chất lượng luôn các bạn ơi. Con chim này quá chất lượng luôn anh em nhá. Đấy, không mà khép đuôi thẻ các bác nhá. Đây, chân này các bạn này. Chim thuần khoảng 90-95% các bác nhá. Dáng ngũ trường, đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn, bóng bộ cực kỳ là đẹp nha các bác nhá. Anh em nào bầu kết thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Bên em có cả cám luôn anh em nhá. Anh em nào cần cám thì cũng có thể là liên hệ với em có nhá. Con này là một em họa mi cực kỳ vip nha anh em nhá. Anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ em nhá. Thank you.
đi mua cái xe máy mới. Con nó giải bao tiền anh nhỏ? 3 triệu đấy. Anh mua là của anh. À thế à? Trên mua đang rồi anh. Trên mua đang rồi, trên mua đang rồi. Thank you.
À, các bác nhá, clip được khoảng tầm 20 phút rồi mà con chim nó chơi không ngừng nghỉ các bác nhá. Đuôi vẫn cứ thế anh em nhá. Anh em nào bồ kết thì alo cho em. Đấy, số điện thoại của em là 0974648999 nhá các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau. Bye bye tất cả mọi người.